là cái mố cầu của cầu Mỹ Thuận 2 bên bờ Vĩnh Long. À, đó là cái dây văng của cầu Mỹ Thuận cũ đó. Rồi, chạy xuống đây nè ha. Tới đây là cái mố cầu. Thì nó sẽ tiếp đất ngay tại cái con đường Tân Phú ở trước á. Qua con đường Tân Phú này là bắt đầu cao tốc đi Cần Thơ. Bây giờ mình lên trên mố cầu, mình đứng mình nhìn xuống cho mọi người xem nha. Nè, đó mình đến gần cái mố cầu rồi nè. Đây là cái chân cầu nè. Nó ra rào rồi, thôi về quê Tết luôn rồi. Đó đây. Đây là cái phóng tầm nhìn về phía cao tốc đi Cần Thơ nè. À, lúc trước mình tưởng là nó đi trên đầu của cái con đường Tân Phú này á. Nhưng mà không ngờ cái chỗ mình đứng đây là cái mố cầu nè. Rồi nó tiếp đất là phía trước mặt mình đó. Đi lại gần đó. Đây là đường lên cái cầu Mỹ Thuận 2 nè. Đi qua sông Mekong. Nó hơi bo cong ha. Lên cầu thì nó hơi lượn qua trái, xuống cầu thì nó lượn qua phải. To lên chút nữa cho mọi người xem. À, bình thường là mình không có lên đây được đâu, tại bữa nay nghỉ Tết á, công nhân về hết trơn rồi, mình mới lên tới này được nè. Đó, giờ cũng xem cái dốc nè, xem lại cái dốc xuống cầu nè. Bắt đầu bước vào cái cao tốc đi Cần Thơ nè. À, đây trước mặt mình là cái điểm tiếp đất nè, giao nhau với con đường Tân Phú đi vào xã Phú Thuận nè. Đây để mình đi qua, mình đứng dưới này mình quay lên cho mọi người xem. Đó, đây là ngay trên cái điểm tiếp đất mà đi lên cái mố cầu á. Đó thì chắc cũng không xa lắm, khoảng 30 đến 40 mét từ cái vị trí mình đứng lên tới mố cầu đó nha.
này dẫn mọi người vào xem một đoạn của cái cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ nha. Mấy cái xe lớn ra vô cái con đường hư luôn à. Mai mốt mà làm lại cái con đường này cũng bọn bạc, lâu quá không quay lại đây, thấy cảnh khác xưa nhiều quá. Đây là họ chuẩn bị làm cây cầu bắc qua cái con rạch này nè. Đó, bên đó là cái chân cầu á. Cái này quay lại thấy họ đắp cái nền của đường cao tốc cao lên nè. Cao lên cũng nhiều quá nha. Còn con đường này chắc là con đường gom luôn nè, chạy bên hông cao tốc. Cái này quay lại đây thấy khác quá trời.